Xin chào tất cả các anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái cấu tạo cũng như là cái nguyên lý hoạt động của cái cánh gió trong đồng hồ cơ. Thì như các anh đã sử dụng đồng hồ nhiều và các anh đã biết cái cánh gió nó có cái tác dụng như thế nào trong đồng hồ. Thì những anh mà chưa nắm được cái cấu tạo cũng như là cái nguyên lý hoạt động của nó, cái tác dụng của nó, thì hôm nay em muốn gửi đến các anh những cái chia sẻ để chúng ta biết thêm một chút cái kiến thức về cái đồng hồ. Ở đây các anh thấy nó trong bất cứ cái đồng hồ cơ nào nó cũng đều phải đồng hồ cơ mà nó có cái phần điểm chuông và điểm giờ thì nó đều có những cái cánh gió như thế này. Các anh thấy đây chính là cái phần cánh gió trong cái đồng hồ. Đó. Thì đối với cái đồng hồ mà nó có ba lỗ, nó có hai cái phần điểm chuông và điểm giờ riêng biệt thì nó cũng tương ứng với lại hai cái cánh gió, một cái là bên điểm giờ và một cái là bên dạo nhạc. Thì ở đây chính là cái phần bên dạo nhạc. Cái cánh gió này của mỗi dòng đồng hồ thì nó đều có một cái kích thước và cái hình dáng nó khác nhau. Ở đây là các anh nhìn nó mang cái hình dáng giống như cái hình chữ nhật và bên này cũng vậy. Tuy nhiên là cái kích thước của hai cái cánh gió này trên cái đồng hồ Vides này nó hoàn toàn là khác nhau. Một bên là lớn hơn và một bên là nhỏ hơn như các anh thấy đây. Bên này thì nhỏ hơn và bên này thì lớn hơn. Cũng có một số các cái dòng đồng hồ cái hình dáng của nó giống như là một cái chiếc quạt ba tiêu. Thì cái trọng lượng của những cái cánh gió này tuy nó nhỏ nhưng mà nó đều có một cái trọng lượng được xác định rõ ràng. Khi nhà sản xuất người ta tính đến, người ta đã tính đến từng miligam trọng lượng của cái cánh gió này. Nhìn thì các anh nghĩ đơn giản. Đặc biệt là những cái người mà mới chơi và mới tháo ráp đồng hồ ra lần đầu tiên thì cứ nghĩ rằng cái cánh gió này nó không có ý nghĩa gì trong cái đồng hồ. Nhưng mà thực ra nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì sao? Em sẽ giải thích cho các anh nắm. Thì như các anh thấy ở đây đồng hồ của chúng ta nó có ba ổ cót, nhưng mà tại sao nó lại chỉ có hai cái cánh gió đó? Tại sao nó lại chỉ có hai cánh gió thì em giải thích luôn cho các anh nghe. Thì đối với cái ổ cót ở giữa, đó chính là cái ổ cót chuyển động của cái kim phút và cái kim dây. Nó hoạt động liên tục cho đến bao giờ ổ cót của chúng ta nó hết cót rồi thì nó sẽ tự động nó ngưng hoạt động. Và ngoài ra khi mà chúng ta lên cót nó sẽ lại tiếp tục hoạt động liên hồi, trừ những cái trường hợp nó bị khô dầu hoặc là nó bị kẹt một cái chi tiết nhỏ nào bên trong máy thì nó sẽ dừng lại. Thì cái trường hợp đó nó là cái vấn đề bất khả kháng thì chúng ta sẽ không nói đến cái vấn đề đó. Thì chúng ta sẽ nói cái vấn đề mà khi cái đồng hồ của chúng ta được châm dầu đầy đủ và máy móc sạch sẽ trơn tru thì cái ổ cót giữa này nó vẫn hoạt động liên hồi đến bao giờ cót nó hết thì thôi. Còn đối với hai cái ổ cót ở bên ngoài đây, đó chính là cái ổ cót bên dạo nhạc và cái ổ cót bên điểm giờ là bên tay trái em nhìn đây. Thì nó sẽ chạy theo cái cơ chế nhất định của nó chứ nó không chạy liên hồi như cái ổ cót ở giữa. Đó, và nó đánh chuông và nó điểm chuông theo cái sự sắp xếp của nhà sản xuất và cái sự tính toán rất là hợp lý của cái người sản xuất. Do đó là nó sẽ có cái thời gian nó đánh chuông và nó ngưng không đánh chuông. Đó, nên là cái ổ cót của chúng ta cũng như là toàn bộ cái hệ thống chuyển động của cái phần bánh xe bên dạo nhạc này nó cũng sẽ có những cái lúc nó ngưng nghỉ và có những cái lúc nó hoạt động. Thì chính những cái lúc nó ngưng nghỉ đó, khi mà cái đồng hồ của chúng ta nó rơi vào cái tình trạng gọi là khô dầu thì khi cái khóa bên dạo nhạc này nó được mở ra, nó sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng là nó không bung cái ổ cót ra được. Bởi vì các anh biết các cái hệ bánh xe ở đây nó đều giảm tải cái lực xả ra của ổ cót, nên là chỉ cần một cái tác động nhẹ vào đây là cũng có thể khiến cho ổ cót của chúng ta nó không thể xả ra được. Vì vậy nó phải dùng đến cái cánh gió này. Và ở bên nhạc bên điểm chuông đây cũng như vậy, nó cũng tương tự. Cái ổ cót này cũng đánh theo cái chu kỳ nhất định chứ không phải là lúc nào nó cũng ổ cót nó cũng cứ xả đều ra như cái ổ cót giữa này, ổ cót máy đây. Đó, do đó là các cái hệ chuyển động này nó cũng lúc ngừng lúc nghỉ và nó phải dùng đến cái bánh đà, cái lá gió này. Với em cái lá gió này nó tựa như một cái bánh đà. Các anh thấy ở trong các cái xe công nông đầu ngang, ngày xưa tụi em ở ngoài Bắc thì hay gọi là những cái xe công nông đầu ngang, nó đều có một cái bánh đà, đó chính là cái khối sắt tròn nó nằm ngay ở cái phần đầu máy. Và trong cái xe
gắn máy của chúng ta nó cũng có một cái bánh đà, chúng ta hay gọi nó là cái phần mâm lửa. Và trong cái xe ô tô cũng vậy, bên cạnh cái phần ly hợp nó cũng có một cái bánh đà. Thì cái bánh đà này nó có cái tác dụng là, thứ nhất nó duy trì cái lực, cái lực đàn hồ, cái lực duy trì cái lực lực chạy của cái ổ cót này, nó duy trì làm sao cho thật đều, chạy cho đều. Đó, bởi vì sao? Cái lực của cái sức nặng của cái cánh gió này, khi có một cái lực nhẹ tác động vào đây thì nó sẽ chuyển động liên hồi và nó sẽ chuyển động rất là đều, nó tạo ra những cái tiếng chuông đánh lúc ngừng lúc nghỉ rất là đều. Đây, cụ thể là nó chuyển động các cái bánh xe bên ngoài này. Đó, nó làm cho cái bánh xe này nó chuyển động đều và không bị ngắt quãng. Trong trường hợp như cái cánh gió này của các anh không có, thì một chút nhẹ, một chút ba dỡ nhỏ rơi vào trong cái bánh răng của bánh xe của chúng ta cũng có thể làm cho cái giai điệu của bài nhạc nó bị ngắt quãng đi. Mà khi cái bài nhạc của chúng ta nó bị ngắt quãng đi thì chúng ta nghe nó sẽ không còn hút hồn được nữa. Và tương tự như bên phần điểm giờ đây cũng vậy. Thì cái cánh gió này nó cũng đã được, cũng có một cái trọng lượng nhất định và nó phù hợp, nó được nhà sản xuất người ta tính toán phù hợp với lại cái lực đánh của cái này. Đó. Thì ở đây em muốn nói cái lá gió này nó có hai cái chức năng và nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất là nó duy trì ổn định cái tốc độ quay để nó tạo ra cái lực đánh cho cái phần vồ này. Đó, thứ nhất là nó duy trì cái lực quay, tạo ra cái lực đánh. Và thứ hai nữa, nó là một cái bánh đà để cho cái ổ cót này khi được mở khóa ra nó sẽ bắt đầu nó chuyển động. Và khi nó chuyển, ổ cót này nó chuyển động rồi thì chính nhờ vào cái lực di chuyển của cái này nó kéo ngược cái ổ cót này và kéo ngược những cái bánh xe này nó chuyển động theo. Đó, nên là nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đồng hồ của chúng ta. Thì các anh cứ nghĩ tại sao nhà sản xuất người ta không tính toán rằng cái bánh xe chuyển động, cái bánh xe chuyển động này, từ cái bánh xe chuyển động này xuống ổ cót chỉ thông qua có một cái bánh xe và đến cái bánh xe ở bên ngoài này là hai cái, tại sao lại phải thêm cái phần rườm rà ở bên trên đây rồi lên cái phần cánh gió này nữa? Thì em vừa nói về cái ý nghĩa và cái tác dụng của cái cánh gió cho các anh nắm. Nên là cũng lưu ý với các anh, khi chúng ta tháo ráp đồng hồ ra thì mọi các cái chi tiết chúng ta đều phải nâng niu và phải cất giữ cho cẩn thận. Cũng có những cái chi tiết chúng ta có thể thay thế được, nhưng mà cũng có những cái chi tiết chúng ta không thể thay thế được. Đó, như cái cánh gió này thì nếu mà mất đi thì các anh rất là khó tìm, mà có tìm được thì chúng ta cũng lại phải mất rất là nhiều tiền và mất rất là nhiều thời gian. Thì em vừa nói với các anh về cái công năng của cái cánh gió. Nếu trong cái trường hợp mà các anh muốn cái bài hát nó, cái phần nhạc nó dạo nhanh hơn một chút nữa, thì ngoài cái lực đàn hồi của cái ổ cót ra, nó phụ thuộc rất là nhiều vào đây. Và các anh muốn đánh nhanh thì các anh cứ thử kẹp hai cái cục chì vào bên hai cái cánh gió này, hai cái cục chì này, các anh nhớ là hai cục nó phải đều nhau nhé. Đó, chúng ta kẹp hai bên hai cái này thì chắc chắn là cái lực đánh của cái đồng hồ chúng ta nó sẽ mạnh hơn. Thì em thấy có một số cái người thợ là người ta để tăng cái lực đánh như cái này, người ta bẻ gập cái cánh gió này xuống, bẻ gập xuống, thì thứ nhất nó tăng thêm cái trọng lượng lên cái cánh gió này khi nó quay, và thứ hai nữa nó giảm được cái lực cản của gió đi, thì làm cho cái tốc độ quay của cái toàn bộ cái hệ thống chuyển động của cái bánh xe ra bên ngoài này nó sẽ tăng lên, và những cái vồ này nó sẽ đánh liên hồi như thế này, nó đánh nhanh hơn. Thì đó là trong một số các cái trường hợp mà đồng hồ nó trục trặc thì buộc phải xử lý bằng cái cách đó. Còn tuy nhiên các cái dòng đồng hồ của chúng ta là không nên bẻ cái cánh gió này đi, và nhất là những cái đồng hồ mà em giao cho khách hàng đó, là không bao giờ có những cái trường hợp mà thứ nhất là bảo là bẻ cái này bẻ cái kia, thứ hai nữa là không có cái phần độ chế gì ở trong đây cả.
Như đây là cái phần độ trễ của cái lamia. Thì hôm bữa em có làm một cái video về cái độ trễ. Thì làm để cho các anh xem thôi, chứ không phải là làm để mà bán. Như vậy thì không nên. Một chút về cái cấu tạo của cái cánh gió nhé các anh. Hẹn gặp lại tất cả các anh ở những video tiếp theo.